Chào mừng tất cả mọi người trở lại với shop Beta SM2 ha. Thì đầu năm em cũng chúc mọi người ha năm mới phát tài phát lộc ha, và mình có nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình của mình ha. Rồi thì đây cũng là một cái clip đầu năm, nên hôm nay em sẽ miễn ship toàn bộ cá hôm nay cho anh em ha. Thì hôm nay em lên 20 mã số, cá rất là đẹp nha anh em, size từ size trung tới size cối luôn nha, thậm chí có những con tầm 5 xăng rưỡi luôn nha anh em ha. Thì cá thì em bán con ngoài, con trong chỉ để kè nha anh em. Anh em nào ưng mã nào rồi gọi điện nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại Zalo 0375409046 em sẽ trực tiếp chốt đơn cho anh em và tư vấn cho anh em con cá luôn nha. Rồi thì con số 1 này là con quen con Red Galaxy, thì con này là size tầm 3.5-3.6 xăng nha anh em, size bự nha. Rồi đến với bé số 2, bé này là bé Nemo Multicolor nha anh em, size tầm 3.3-3.4, nó size trung. Đuôi star anh em, con này có tông vàng nha anh em ha. Anh em để ý bé này rất là đẹp nha, anh em để ý xem bé này nha. Đó, nó gồng lên thì bộ phần bao cho anh em luôn. Cá hôm nay rất rất là nhiều cá đẹp. Thì gần hồi lúc trước Tết á, thì em có lên một lô cá đẹp rồi. Thì hôm nay sau Tết vẫn phải là một lô cá đẹp cho anh em thôi ha. Để mình trước Tết và sau Tết mình đều săn được những con cá đẹp mình chưng ha. Đó, bé này vảy rất là đẹp luôn. Thì cá xe em sẽ bảo hành khỏe mạnh tới tay anh em ha, khỏe mạnh ha. Nếu mà có vấn đề gì thì bên em sẽ chịu không để anh em mất một cái đồng nào hết, thì em sẽ bảo hành cho em hết ha. Trường hợp mà cá đi mà có xảy ra vấn đề ví dụ như yếu hoặc là chết thì em sẽ hoàn tiền cho anh em ha. Nếu mà yếu thì anh em dưỡng lại giúp em tầm 1-2 ngày, nếu mà dưỡng không hết thì em sẽ hoàn tiền lại cho anh em hoặc là đổi cái khác cho anh em ha, tùy anh em thôi. Rồi đến với bé số 3, bé này size tầm 3.4-3.5 xăng ha, 3.5 xăng luôn nha anh em. Rồi bé này bé Colet Galaxy, màu còn đang lên ha, cá tơ nha anh em, cá tơ 100%. Thì cá ở đây thì em đều là cá tơ hết, không có con nào mà ép rồi hay gì hết nha anh em, cứ yên tâm cái vấn đề đó. Cá mà ép rồi thì bán lại cho anh em sao mà bán được ha. Đó, trừ khi người cán cá không có tâm thôi. Còn đây thì em rất là nhiều cá, đâu có tiếc chi vài con cá mà lấy con cá ép rồi đáng cho anh em đâu, nên cứ yên tâm những điều đó. Rồi đến lúc mà số 4, bé số 4 này là bé Nemo Multicolor anh em. Đó, màu rất là đẹp, đuôi bản đuôi star luôn ha. Chỉ có 120k thôi nha anh em, nhìn không lầm đâu nha. 120k bản đuôi. Thì hôm nay miễn ship thì con này chạy như có 90.000 thôi. Đó, em bao cho anh em kiếm luôn. Đó, là 90.000 anh em có thể bắt với giá 90.000 anh em có thể kiếm được một con cá đẹp như vậy nha, về form về màu luôn nha. Đó, size là 3.5 xăng. Thì ở đây là em quay bằng ánh sáng tự nhiên ha, nên anh em nào mình con cá nó như thế nào thì ra là y chang như vậy. Thí dụ đi nó sẽ tái màu, nó đi 1-2 ngày nó sẽ tái màu. Đó, anh em dưỡng thả vô keo 30 phút là nó kè ầm ầm lên là nó màu lại y chang như vậy ha anh em ha. Rồi đến với mã số 5, bé này là bé Yellow Galaxy ha. Yellow thì em có một vài con thôi. Đó, anh em nào ưng rồi thì mình tranh thủ mình bắt nha. Màu được Yellow mà được đậm như con này thì càng là ít nữa nha anh em. Con này màu vàng vàng khè luôn á, vàng đậm cực kỳ đậm luôn. Đuôi star luôn ha, 150k. Qua Tết rồi cũng phải lên cá đẹp thôi anh em ơi. Đó, cá rất là đẹp. Hôm nay thì em miễn ship nha. Đó, còn một vài clip lần sau thì không có được miễn ship đâu. Đó, ví dụ như clip lần sau thì có thể mua 2 con em miễn ship ha. Còn hôm nay anh em mua 1 con em vẫn miễn ship luôn. Rồi đến với mã số 6, 120k. Bé này là bé Nemo Multicolor anh em. Con này chắc đâu đó cũng 5-6 màu anh em, 5 màu có ha. Thì màu hồng nè, màu đỏ nè, màu vàng nè, màu đen nè, màu xanh, 5 màu. Con này màu trắng luôn anh em ơi. 6 màu luôn, không phải đơn giản bé này đâu. Cái này size nó tầm 3.4 xăng luôn đuôi nha. Kích thước ở đây là em nói luôn luôn cái bộ đuôi nha anh em. Hôm nay có những con luôn đuôi nó tầm 5-6 xăng luôn nha anh em, bự lắm bự. Cộ luôn á, anh em hỏi nhìn em nhìn hết hồn luôn. Con cá ở trong nó ra là bự rồi đó, con cá ở trong nó cũng phải 3-5 rồi đó. 3-5 thậm chí ở đây em nói 3-5 thôi. Chứ nếu mà thật sự anh em mà đo chuẩn chính xác luôn á thì em chỉ nhắm chừng thôi. Đó, thì nó bự hơn là cái chắc. Rồi đối với mã số 7, bé này trong phân khúc 130k. Anh em nào thích sự đơn giản bảy mãn thì có thể chọn bé này ha anh em ha. Nói chung là cá nhiều khi á không con nào giống con nào anh em. Thì mình bỏ lỡ con này là mình không bao giờ mà có con giống như vậy đâu. Tại vì cái dòng này là cái dòng đa sắc ha, nên mỗi con nó ra mỗi vẻ ha, chứ nó không phải dòng đơn sắc mà ép 1.000 con ra 1.000 con.
nó phải khác nhau. Có nhiều khi anh em thấy nó giống á, nhưng mà cũng phải có cái dải đốm trên mình nó khác à, chứ không giống hoàn toàn được như mấy dòng ngân sắt. À, con số 7 đó phòng kinh khủng ha, con đó xài 3.6 3.7 xăng xe bự luôn nha anh em. Rồi mã số 8 con này xe trung, à xe trung bé này là bé Nemo Kuli à, xin lỗi nè, bé này là bé Nemo 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 Candy anh em ha, Nemo Candy 3.3 xăng, quẩy ánh metallic rất là sáng. Anh em nuôi bé này lên tầm 3.5 xăng nữa là 3.5 xăng nữa là hết hồn luôn. Con này quẩy sáng nha anh em. À, không có đèn hay bất cứ cái gì hết nha. Cá ở sau ánh sáng tự nhiên y chang như vậy. Rồi đến với mã số 9 ha, này 100k mà lại miễn ship anh em ơi, 100k mà lại miễn ship nữa, bộ form bộ đuôi xì ta chịu sao nổi luôn em, 100k tính ra là còn 70k thôi. Hôm nay mình phải nhanh tay thôi đó, như là hôm nay clip hôm nay giống như là lì xì anh em 30k rồi đó. Tiền ship nói chung là tiền ship á nó rất là cao anh em, nhưng mà thật sự ra mình chỉ em thu anh em chỉ có 30 hoặc là hôm nay miễn ship luôn á. Tiền ship đã là 30 đó, ví dụ ra miền Bắc miền Trung là đã 35 rồi, rồi luôn tiền thùng tiền giấy em đóng nữa là phải rơi vào 40.000 đó anh em đó. Hôm nay chị những bé này rất là mềm luôn, ở đâu em cũng miễn ship hết ha. Đó bé bé số 10 này là bé Corret nha anh em, 3.5 xăng đuôi Sita hai mảng ha, trắng xanh con này thì cá nó mấy con mà nó chưa có đủ khoen màu của nó anh em, thấy không, những cái mảng trắng trắng trên mình nó còn là, còn đang lên nha. Hả, cá tơ không à, cá tơ lắm, cá tơ lắm. Thì anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em hoặc là có tình cờ mình xem clip này á, thì mình đăng ký kênh em ha, mình bấm vô cái chuông để nhận thông báo, để khi em ra video mới anh em sẽ được thông báo nè, mình chọn được những con cá ưng ý nhanh nhất nè ha. Ủa? Ví dụ như bé số 11 này nha anh em, bé này hơi ọt, hơi ngoài hơi ọt anh em, em thông cảm. Bé số 11 này size phải 4 chấm trở lên, phải 4 chấm nha anh em nha, phải 4 xăng trở lên, chỉ có 130k thôi. Nhiều khi anh em bỏ tiền ra một mua một con size gan chưa chắc gì đã bự hơn con cá này nữa, nhưng mà con này không phải dòng gan, nó cả tơ ha. Cái lứa này em thúc thức ăn nó bự quá anh em ơi, bự quá, nhưng mà nó cũng không, nó sẽ nó cỡ tầm 4 xăng ngoài nha anh em, 4 xăng ngoài, cá còn chưa đủ màu nữa anh em, không dám cần nữa, bự quá trời bự luôn, 130k anh em ơi. Thì nhiều khi em quay gần á, anh em không có biết con nào là con bự con nào nhỏ ha, nên mình chịu khó mình nén lại nghe em nói một xíu để biết được kích thước cá ha. Rồi đến với bé số 12, bé này phải 3.5 xăng anh em, cá còn đang lên màu nữa nha anh em. Hả? Cái bộ này thì em cũng like lâu rồi, em cũng ép cũng giữ cái bộ gen lâu rồi ha, mà cũng chưa có cải thiện hết. Thì cái con cha con mẹ của con này á, đuôi Sita cũng ghê gớm lắm anh em. Đó, bởi vì cái đời con nó cũng có lem Sita ra thấy không? Đó, mà con này chưa đủ ha. Nói chung con này làm ra chứ chưa ưng ý lắm anh em. Nếu mà chấm thêm điểm 10 á thì em chấm con này được khoảng 7 điểm cái ưng cái bụng của em thôi. Em chưa có vừa ý lắm. Hả? Tại vì thứ nhất là cái form nó chưa có chuẩn lắm ha. Nói chung mình cũng được rồi. Có gì cũng khá là ok. Thì 7 điểm trên 10. 150k mình ship. Còn lên màu nha, cá tơ ha. Rồi đến với mã số 13, anh em nào mình cũng có người mê Galaxy, cũng có người mê vảy mảng anh em ha. Thì em cũng có vừa làm hai bộ luôn, vừa vảy mảng vừa Galaxy ha. Thì cái bộ vảy mảng này form khá là đẹp, 3.5 xăng nhanh em, đuôi star ha. Đó, những con này con gọi là con Nemo Classic nha anh em, Nemo Classic nha. Rồi. Rồi 120k miễn ship thì không bao giờ kiếm được con cá nào rẻ hơn như vậy luôn. Anh em có thể tham khảo chắc cũng có đó, có một hoặc hai anh em bán rẻ hơn thôi, chứ còn bao nhiêu là bảo đảm là không có giá này đâu nha anh em. Đó. Anh em phải xét về hết bộ form nha. Đó. Và ánh sáng tự nhiên nha. Nó thì cá này rất là đẹp. Thì có nhiều khi anh em hỏi em sao quay không có quay đèn nhiều. Tại vì á thì con nào á mà nó có metallic nhiều quá hay là cái gì đặc biệt thì em mới dạ đèn vô thôi, còn đa số là em quay ánh sáng tự nhiên, vì em muốn khách hàng của em nhận được con cá, anh em khách hàng của em coi con cá trên clip như thế nào là phải nhận con cá ở ngoài y như vậy đó, hoặc là có sai có khác biệt thì cũng phải 80 thôi, chứ
chứ không có xài lệch quá. Ví dụ như là treo đầu dê bán thịt chó, mà ví dụ như mình nói là anh em nói là treo đầu dê bán thịt chó anh em, ví dụ như mà quay mà chỉnh màu hay là đánh đèn quá nhiều thì làm con cá sai lệch cái màu sắc con cá rồi, thì như vậy khách hàng sẽ không có ưng. Thà anh em mua em rồi thì sẽ biết con cá của em như thế nào thì sẽ ủng hộ em nhé. Em làm ăn lâu dài mà. Rồi mã số 14, con này size 3.6 3.7 sang ngang ăn lên nha anh em, bự nha. Bộ form này anh em thấy kinh khủng không? Bé này là anh em nhìn sơ nha, anh em sẽ nói con này correct đúng không? Không phải nha anh em, con này là con Nemo Galaxy. Con đó là Nemo Galaxy đó nha anh em, tại nó có màu cam. Rồi đến với mã số 15, con này 4 sang nha anh em. Chà bá chẳng lá luôn, hết hồn luôn. Cực kỳ bự. Lên tay bơi đen ha, lên tay bơi đen anh em để nó là con đây nè, đó tay bơi lên ha. Thì con này 150k ha, 4 xăng. 4 xăng nha anh em. 4 xăng. Ở đây là em nói rõ luôn là luôn cái đuôi nha. Có thể ăn ăn hơn 4 xăng luôn nha anh em. Đó, bé này là bé Nemo Galaxy nằm cam, form khá đẹp luôn. Cái lứa này thì em đã đổi thử qua cái chế độ là pha thức ăn vô anh em, và những cái nhưng cũng khủng long vậy, nhưng mà cũng hình cũng đẹp ha, cũng đẹp. Rồi mã số 16. Rồi anh em nào mà yêu quý cái bộ lát sức thì có thể chọn bé này, con này cũng 4 xăng luôn, chà bá luôn ha. Bé này là bé Nemo lát sức tông nền vàng đỏ đen ba màu thôi anh em, để cái mặt bên kia ha, cực kỳ đẹp nha. Thì nó phân mảng như vậy cũng rất là hiếm ha, đa số nó ra sọc thôi. Nó phân mảng sọc, còn ra mảng lớn như vậy thì rất được anh em yêu thích, nhưng mà nó không, nói chung là nó không có nhiều anh em, nó không có nhiều hả, nó không có nhiều. Thì tính ra bé này như là con chạy như con 120 thôi ha, được 4 xăng luôn nha anh em. Đó. Nhiều khi hôm nay anh em không săn được những con bự hôm nay nữa là ngày mai lại không có nữa nha anh em, nên anh em mình tranh thủ ha ha. Rồi con này ha, đẹp ha, mặt mình đỏ mà mắt đen ha, mắt nguyên màu đen luôn. Rồi đến với mã số 17 ha, mã số 17 bé này 300k, con này thì em có đánh đèn vô ha, vì nếu mà không có đánh đèn thì con này vẫn ánh gold nha anh em. Nó không có đèn con này vậy vẫn sáng, em bao sáng cho anh em luôn. Đó, về kích thước thì con này size đâu đó tầm 3.5 xăng anh em, tầm 3.5 xăng. Bộ form thì bao gấu luôn ha, chuẩn cho anh em làm giống. Con này thuộc hàng VIP. Thuộc hàng VIP Digital luôn. Ta đuôi ta lưng rất là đẹp. Con này màu còn chưa đủ ngay cái mỏ ha, hàng này là anh em về là ngon ha, đầu tròn đầu đuôi móc luôn, quá ok. 300k. Rồi anh em nào mà xem thì ưng con nào rồi gọi điện trực tiếp cho em nha. Khách cũ cũng như khách mới thì ai cũng vậy hết ha, người anh em nào mà gọi điện trước nhắn tin trước thì em sẽ chốt trước cho anh em đó ha. Nhiều khi khách quen mà chốt sau thì em cũng vẫn để cho người trước thôi, nên em cứ thông cảm với việc đó. Em muốn công bằng hết với tất cả mọi người. Ví dụ như có thể khách quen thì em có thể tặng thêm một con hai con cái gì đó là lòng quen, hoặc là miễn ship hay cái gì đó, ví dụ như vậy ha. Còn ai mà chốt trước thì em vẫn chừa cho người đó nha. Đó, với em thì đều có sự công bằng ở đây hết. Có nhiều khi anh em gọi mà chốt không được mấy lần thì anh em nói là em không lẽ bán con đó cho người khác cao hơn đúng không? Nó nói em vậy, em nói thiệt anh em nha, không phải là mấy chục ngàn hay là 50 ngàn mình đi làm vậy đâu. Thiệt, với em bớt cho anh em năm hai ba chục 50 ngàn nếu mà cái đơn mua 2-3 con là bình thường, ở đây là bình thường ha. Đó, nên không có chuyện dài nhiêu đó mà em được người này không để cho người kia, không có ai với em ai trước thì người đó được trước ha ha. Đó. Rồi đến với mã số 19 ha, bé này là bé Nemo Galaxy đó, tông vàng anh em, vàng mà vàng nghệ rất là đậm luôn, được như con này thì rất là hiếm ha, nên em để cho anh em 1 cho 250k anh em ha. Đây anh em có rất là nhiều anh em hỏi cá thái gì thì mua cả triệu em bao cho anh em luôn, chưa chắc gì đậm màu hơn con này. Mà anh em nhiều khi anh em lại bỏ tiền đi mua cá thái, trong khi ở Việt Nam mình làm con cá bây giờ có thua gì thằng Thái đâu, trong khi thằng Thái bây giờ nó chỉnh màu thì thôi, màu vàng nhạt nó chỉnh lên tới cái màu gì luôn anh em, nó chỉnh lên vàng khè như là cái chai number one vậy á, mà anh em lại khen nó chỉnh nát nước hết rồi. Nó Việt Nam mình giờ làm cá đỉnh rồi anh em ơi, mình không cần phải mà phí tiền quan như vậy đâu ha. Đó.
Thì em nói vậy thì để cho anh em đỡ mất tiền thôi, chứ không phải là anh em, còn anh em muốn mua ai cũng được, chứ không phải là em nói vậy để cho anh em mua của em nha. Đó, ý em nói là Việt Nam mình giờ làm cá rất là đẹp rồi. Rồi ha, mã số 20 con này còn đang trong quá trình lên màu nha em. Vẫy gold rất là nhiều ha, bộ form rất là đẹp. Còn lên màu nữa, cá này cá tơ ha, 3.3, 3.5 sao. Rồi, em xin kết thúc video ở đây ha. Một lần nữa thì hôm nay cũng là mùng 7 rồi. Đó, cũng là mùng 7 rồi ha. Chúc anh em còn mùng là còn Tết em ơi. Đó, chúc anh em có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình ha. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại nha. Ừ, mã nào thì gọi điện trực tiếp cho em luôn ha. Nhắn tin qua Zalo cũng được, số điện thoại gì cũng được ha. Rồi, chào tất cả anh em nha.